Xin kính chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Dân Hàng Bãi nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại về thêm cho các bác một cái dòng liết giọt lệ. Đấy, con này thì chịu được nước thoải mái này. Đây. Đấy. Chịu nước thoải mái mà nó rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy. Đấy, bên ngoài này em để bên ngoài này. Một sợi dây này của nhà em nó dài đã đến 10 mét. Kích thước của nó dài lên đến 10 mét. Hàng này của nó là hàng mới luôn và nó có remote để nó điều khiển cho chúng ta. Đấy, một cái đầu USB đây. Đấy, để các bác cắm vào. Các bác cắm vào này. Đấy, nó sẽ có một cái USB để các bác cắm vào cho chúng ta này. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Cực kỳ ok luôn. Các bác có thể chỉnh chế độ nháy ở điều khiển hoặc ở đâu cũng được. Đấy, các bác có thể chỉnh thoải mái. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Rất là tiện lợi luôn cho chúng ta luôn này. Đó. Các bác chỉ cần về cắm vào củ sạc điện thoại thôi, rất là an toàn nhé. Chịu nước cực kỳ tốt luôn. Chịu nước cực kỳ tốt luôn. Đấy, và đây. Không bao giờ sợ bị điện giật. Đấy, vì nó rất là an toàn. Vì nó rất an toàn. Màu sắc thì cực kỳ đẹp luôn. Màu sắc thì cực kỳ đẹp luôn. Dây dài 10 mét. Giọt lệ. Mỗi giọt lệ này nó cách nhau là 10 cm. Đấy, 10 cm. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn, chịu nước cực kỳ tốt. Và giá thành của nó bên shop đang bán với cái mức giá chỉ có 110.000 đồng. Giá chỉ có 110.000 đồng nhé. Hàng đẹp và giá rất là tốt luôn cho chúng ta luôn này các bác này. Đấy, nên là các bác có thể tham khảo cái mã này để các bác về các bác sử dụng. Một bộ như thế này. Một bộ của nó là nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là đây. Em dán giấy vào đây đã. Một bộ của nó là nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là một cái remote và một cái 10 mét dây. 10 mét dây. Đây, remote đây. Giá của nó chỉ có 110k. 110.000 đồng. Một sản phẩm led giọt lệ. 110.000 đồng một sản phẩm led giọt lệ này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác có thể trang trí những cái cây này hoặc là trang trí chuẩn bị. Nói chung là cũng còn lâu đến về Noel nhưng mà chúng ta sẽ trang trí trước đi. Hoặc chúng ta mua trước đi về trang trí ở bể cá các thứ. Nó là chịu được nước nên là các bác có thể trang trí ở mọi chỗ. Đấy. Chỉ cần chúng ta thích là chúng ta trang trí ok. Đấy, chỉ cần chúng ta thích là chúng ta trang trí ok. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Các bác có thể sử dụng dao mót để các bác điều khiển này. Theo các loại này. Nháy nhanh này. Nháy chậm này. Đấy, nháy đuổi này. Đấy, ở đây là em đang để một đống bùi nhùi này thì nó các bác nhìn thấy nó rối mắt, nhưng mà khi mà các bác duỗi ra thì nó sẽ đuổi theo các cực đẹp luôn. Duỗi ra thì nó sẽ đuổi theo cực đẹp luôn, mà dây nó rất an toàn, rất là dẻo dai. Đấy, nên là các bác không bao giờ sợ bị rối dây hay là đứt dây hay là như nào cả. Cực kỳ đẹp. Con này thì nhà em đã đang trải nghiệm và sử dụng thực tế rồi. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Rất là đẹp. Và chúng ta sẽ sử dụng điều khiển. Đây, các bác nhìn thấy nó đuổi chưa? Đấy. Đuổi cực đẹp luôn nhé. Mà giá thành thì lại rất chi là mềm. Đấy. Giá thành của nó chỉ có 110.000 đồng thôi. 110.000 đồng. Và ở đây các bác có thể hẹn giờ. 1 tiếng tắt, 2 tiếng tắt, 4 tiếng tắt, 8 tiếng tắt. Đấy. Tức là các bác để nó chế độ 8 tiếng này là gần hết một đêm. Gần hết một đêm rồi. Đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng mới luôn nhé. Hàng khi các bác nhận đây là hàng đấy là hàng mới luôn, bộ này. 110.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng kéo cắt cành trên cao. Dòng này thì là kéo cắt cành của Nhật nhé. Các bác có thể vừa cắt cành ở đây này. Các bác cho vào những cành nó bé thôi. Nó chỉ bằng ngón chân cái thôi. Các bác kéo cắt là nó đứt. Còn cành to quá thì các bác sẽ cưa cho em. Còn cành to quá thì các bác sẽ cưa. Ở đây nó sẽ có một cái lưỡi cưa cho chúng ta. Và các bác, nhiệm vụ các bác là về xoáy chặt vào và các bác cưa. Cò cưa kéo xẻ ông thợ là khỏe thôi. Đấy. Cái dây này của nó là dây dài đến gần 5 mét. Nên là các bác có thể cắt kéo thoải mái. Về các bác sẽ lắp cái xào vào đây để các bác sử dụng. Đấy, sau đây thì em xin ra ngoài và review cho các bác luôn cái kéo cắt cành trên cao như nào. Như các bác nhé, về những cành bé thì đây chúng ta quặc vào này. Đấy. Giật mạnh cái là đứt này. Đấy. Giật mạnh cái là đứt. Đấy. Còn những cành to này các bác cưa đây. Đấy. Rất là dễ dàng luôn, rất là ngọt luôn. Đấy. Đấy, đó thì mình thấy đứt luôn. Đấy, còn những cành bé này. Những cành bé này các bác đặt vào này. Đấy, các bác lấy dây bác kéo này. Đấy là đứt. Cắt. Đây, đặt đúng vào cái lưỡi nhé. Đặt đúng vào cái lưỡi đây. Đấy, kéo. Rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng và rất là dễ sử dụng. Đó,
Thì một cái kéo cắt cành cao này thì bên em đang bán với mức giá chỉ có 120 ngàn đồng thôi nhé. Giá thì các bác yên tâm luôn. Đó, các bác có thể nhìn thấy cái bộ kéo cưa cắt cành trên cao này. Đẹp mà rất là ngọt ngào luôn. Mà giá thì lại vô cùng rẻ, chỉ có 120 ngàn đồng thôi nhé. Đây để em ghi luôn giá ra đây để cho các bác nắm rõ được dễ nhé. Đấy, 120 ngàn đồng. Kéo cắt cành trên cao. 120k. Đó, thì các bác cứ mua đơn trên 200k thì nhà em bao ship nhé. Và đơn trên 500k thì là sẽ có phần quà nhé. Nên là các bác yên tâm. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bình giữ nhiệt 2 lít, lâu lắm mới lại về lại. Lâu lắm mới lại về lại như một cái nắp này, hai cái nắp này, ba cái nắp này. Con này thì chúng ta có thể bật ra này để các bác rót nước ở đây. Bật ra để các bác rót nước ở đây. Rất là tiện. Rất là tiện và rất là xịn sò luôn. Inox 316. Inox 316 nhé. Đấy, con này thì cái này thì là inox 316. Còn bên dưới lòng này là của nó là inox 304. Dung tích con này 2 lít. Giữ nước nóng và nước lạnh trong vòng 24 tiếng. Giữ nước nóng và nước lạnh 24 tiếng. Bên ngoài phủ một lớp sơn tĩnh điện. Dung tích 2 lít của nó thì nó không khác gì là một cái phích luôn. Không khác gì một cái phích luôn nhé. Hàng thì siêu đẹp, siêu xịn sò luôn. Đây, các bác có thể xoáy lại này. Các bác có thể ví dụ là pha nước chè tươi, nhân trần, nước vối hay là những cái nước lá vào đây. Xong là các bác xoáy lại. Xoáy lại này, các bác cần uống thì các bác mở cái nắp này ra và các bác rót ra. Rót ra này, phích này. Nó có cả một cái dây này luôn nhé. Nó có cả cái dây này luôn này. Có cái dây này em để trong này, không lại thất lạc. Hàng về thì số lượng cũng ok, thoải mái. Đấy, không sợ bị như lần trước bị cháy hàng nữa. Đấy, không sợ như lần trước bị cháy hàng nữa không nhé. Đấy, một nắp này. Nắp đấy xong các bác đựng nắp này lại. Ví dụ là uống trà thì chúng ta có thể tận dụng cái này để chúng ta uống này. Nắp to nữa này. Rất kín đáo luôn. Rất kín đáo luôn. Con này em đã trải nghiệm rồi nhé. Em đã trải nghiệm rồi. Hàng này thì sử dụng rất là ok luôn. Sử dụng đựng nước nóng hoặc nước lạnh đều được. Nhưng mà các bác lưu ý nhé. Đang đựng nước lạnh thì các bác không đổ đá đột ngột, nước đá vào đột ngột. Đấy, đang đổ đựng nước nóng thì chúng ta không để nước lạnh mà đột ngột để nó khỏi mất cái ấy của nó. Đấy, con này thì giá của nó bên nhà em đang bán với mức giá đó là 300.000 đồng. 300k bao luôn ship cho các bác luôn. 300.000 đồng bao ship luôn cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã là mã bình giữ nhiệt 2 lít, bình giữ nhiệt dung tích 2 lít nhé. 300.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Hàng xịn sò luôn. Hàng này hàng xịn sò và chất lượng luôn nhé. Nên là các bác yên tâm. Đẹp, xịn sò, ngon, bổ rẻ luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái mã bàn chải đánh răng điện. Bàn chải đánh răng điện này. Mẫu này rất hot nhé. Về liên tục. Mẫu này về liên tục coi nhé. Nói chung là mỗi người chúng ta nên có một cái. Dùng nó tiện lắm. Dùng nó tiện lắm. Hết pin thì chúng ta lại cắm sạc. Hết pin lại cắm sạc. Đấy, cái này thì chúng ta có thể dùng chung nhau được. Trong gia đình chúng ta đều có thể dùng chung nhau được. Kể cả là sạc này, cắm sạc này. Đấy, em để này là ví dụ để cho các bác biết là trong gia đình chúng ta có thể dùng chung được. Đấy, bàn chải của nó này, khi chúng ta sạc đầy này, chúng ta cất lại. Bàn chải của nó nhé, các bác lắp vào. Lắp vào này. Xoáy ra này. Cực kỳ đẹp luôn. Bật này. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé. Rất là nhiều chế độ. 1, 2, 3, 4, 5 chế độ. Đấy, con này hết pin thì các bác lại sạc. Hết pin các bác lại sạc. Giá thì siêu mềm luôn. Giá thì con này thì siêu mềm luôn. Bên nhà em đang bán con này mới mức giá của nó chỉ có 80.000 đồng. Chỉ có 80k thôi nhé. Đấy. Nên là các bác yên tâm, hàng đẹp mà giá lại còn rẻ nữa. Hàng đẹp mà giá lại còn rẻ nữa nhé. Này, em ghi giá luôn vào đây. 80k. Đấy, bàn chải đánh răng điện. Bàn chải đánh răng điện nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Cáp sạc 3 đầu. Cáp sạc 3 đầu.
Hàng xịn xò luôn. Hàng xịn xò luôn nhé. Cổng USB này. Cổng USB này. Hàng đẹp xịn xò luôn và chất lượng luôn. Đó. Ba đầu nhé. Dây béo luôn nhé, dây béo luôn nhé. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 40.000 đồng một sợi thôi. 40.000 đồng. Một sợi dây cắp sạc ba đầu này, hàng xịn xò luôn. Hàng xịn xò luôn nhé. Đẹp xịn xò và chất lượng. Đấy. Mà giá thì lại rẻ nữa, chỉ có 40.000 đồng thôi. Hàng các bác yên tâm luôn một điều đó là chất lượng thì tuyệt vời luôn nhé. Chất lượng thì tuyệt vời luôn nên là các bác yên tâm. Đấy. Dây cắp sạc ba đầu. Dây cắp sạc ba đầu. Giá của nó chỉ có 1 triệu đồng. À đâu, chỉ có 40.000 đồng. Hàng đẹp luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đĩa inox. Một cái dòng đĩa inox thôi. Đĩa inox này thì một bộ của nó, một bộ của nó thì gồm có là 5 món. Một bộ của nó là 5 món thôi nhé. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta là đĩa to, đĩa nhỏ đầy đủ luôn. Đĩa to, đĩa nhỏ đầy đủ luôn. Đấy. Hàng thì các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nhé. Hàng này có thương hiệu Wheeling của Đức. Các bác có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn. Một bộ 5 món. Đĩa to, đĩa nhỏ, đĩa bé đều đầy đủ cả. Đều đầy đủ cả nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Em xin đo kích thước cho bác luôn. 14cm này. này. 20cm này. 23cm này. Và cuối cùng là con 26cm. Một cái bộ 5 đĩa. Các bác có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể đựng thức ăn, hoa quả hay là đựng tất cả các thứ. Nói chung là đựng rất là đa năng. Đấy, mà dòng đĩa inox này thì các bác không sợ vỡ, không sợ rơi. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 100.000 đồng. Giá chỉ có 100.000 đồng thôi các bác nhé. Đấy. 100.000 đồng một bộ đĩa inox. Đĩa inox 100k một bộ. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn nên các bác yên tâm. Đấy, hàng mới luôn nhé. Hàng này là hàng mới luôn. Đấy. 100.000 đồng một cái đĩa inox như này. Một bộ đĩa inox này. Hàng đẹp đỉnh cao luôn. Yelengbeng năm đáy. Bộ nồi này thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng mới luôn. Nó hàng mới luôn này. Đấy, nguyên hộp nhé. Nguyên hộp. Và một cái đặc điểm cực kỳ ok luôn cho các bác đó là các bác đặt hàng nhà em, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy. Cái dòng này, nồi này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Đức. Đấy, thương hiệu Lê Minh Lang, thương hiệu của Đức đây. Đây. Erlenbeng của Đức. Đây, design Germany đây. 6 món. Đấy. Đầu tiên là một cái xoong bé này. Thứ hai là một cái xoong nhỡ 18 x 11,5 2.9 này. 20 x 12,5 3.9 này, và cái xoong to của nó là dung tích lên đến 6.6. Một con chảo 24, một cái xoong máy bột. Đấy. Thì đây. Không để các bác chờ lâu nữa, em xin đi vào giới thiệu luôn. Đầu tiên thì là một con chảo. Một con chảo này là dòng chảo chống dính các bác nhé. Cái dòng này là dòng chảo chống dính. Năm đáy. Nên là các bác chảo nấu rán các thứ rất là ok luôn. Thương hiệu Lê Minh Lang. Hàng này là khi bác nhận hàng là hàng mới luôn. Nắp vung đầy đủ luôn. Nên là các bác có thể xào nấu các thứ rất là ok luôn. Rang rán, nấu rán, xào đều tiện. Lòng của nó cũng tương đối là sâu. Độ sâu của nó thì đây, các bác có thể nhìn thấy 7,5cm. Miệng của nó là 24cm. Dung tích của nó là 3.4 lít. Đấy, đó là con xoong, cái chảo đầu tiên là cái chảo. Cái thứ hai đó là một con xoong to. Đấy, em không đo lại nữa nhé, tại vì ở đây người ta ghi số đo hết rồi thì em chỉ đọc lại nó dễ thôi. Con này cũng là viền của nó là inox, có mỗi cái đáy của nó này. Đáy của nó sẽ là hợp kim, mạ hợp kim inox nhưng mà hai mạ hợp kim bên trong, nên là bác thử nam châm nó sẽ hít. Nó sẽ hít. Thương hiệu của Erlenbeng. Hàng đẹp luôn nhé.
đun bếp ga, bếp từ thứ rất là thoải mái luôn. Đấy. Hàng của Đức rất là chất lượng, bác yên tâm. Con này thì kích thước của nó là 24 cm, sâu là 14,5, dung tích của nó là 6,6 lít, dung tích của nó là 6,6 lít. Đó. Cái thứ ba đó là một cái xoong xoong nhỡ này. Đây. Tất cả đều có nắp vung. Hàng này nó là hàng mới luôn. Đấy. Tất cả đều có nắp vung, hàng này là hàng mới luôn này. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu Elengbeng này. Rất là xịn sò luôn này. Inox coi nhé. Inox nhé. Đấy. Elengbeng. Con này thì miệng của nó là 20 cm. Và độ sâu của nó đây là 12,5 cm, dung tích của nó là 3,9 lít. Dung tích của nó là 3,9 lít. Có nắp vung đàng hoàng luôn. Có nắp vung đàng hoàng luôn. Một con tiếp theo, đó là một con nữa, một con xoong nhỡ nữa. Con này thì đây con này, kích thước của nó là 18 cm. 18 cm, tất cả đều có nắp vung hết. Đấy, rất tiện này. Hai bên tay xách này, rất là đẹp, rất là cứng cáp. Dòng này thì các bác đun nấu các thứ rất là ok luôn. Đấy, dòng này các bác đun nấu rất là ok luôn nhé. Con này của nó là 18 cm, sâu 11,5. 18 cm, sâu 11,5. Một cái xoong bé nhất của nó đây. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì là 16 cm, sâu của nó là 10,5, dung tích của nó là 2,1 lít. Và cuối cùng đó là một con xoong ngoái bột. Đây này, con xoong ngoái bột này. Đấy, mid deck kìa. Đấy, Cariaphoron mid deck này. Đấy, 16 cm, sâu 10,5. Sâu 10,5. Và con này thì là con xoong ngoái bột. Đó. Tổng một cái bộ này của nó là 6 món các bác. Tổng cái bộ này là 2 4 6 món. Và bên nhà em đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá bên nhà em đang bán chỉ có 700 ngàn đồng thôi mà còn bao ship cho các bác luôn. Đấy, mà lại còn bao ship cho các bác luôn. Và các bác yên tâm một điều nhé, đặt hàng bên em các bác nhận hàng rồi các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Kiểm tra hàng thoải mái rồi phải thanh toán, không phải lo lắng gì cả. Đấy. À, đúng như nhà em quảng cáo trên video luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm, hàng đẹp và xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu ly giữ nhiệt. Ly giữ nhiệt nhé. Dòng này là hàng Nhật bãi này. Dòng ly giữ nhiệt này là hàng Nhật bãi này. Đó. Con này thì inox 2 lớp. Inox 2 lớp. Đấy. Con này inox 2 lớp nên là nó ở bên giữa này nó đã hút ẩm rồi. Đấy, nên là nó giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Đấy, nó đã hút chân không bên trong. Đấy. Nên là ở trong này nó là rỗng nhưng mà nó có một lớp bảo vệ cực kỳ tốt và nó giữ nhiệt của nó nhé. Nếu mà nước nóng, các bác để một cốc nước nóng này mà các bác để ra bình thường ra ấy này thì 5 tiếng thì nó mới nguội. Đấy. 4 đến 5 tiếng, à nước đá thì em xin lỗi, đá. Các bác để một viên đá vào đây, 4 5 tiếng thì bắt đầu nó mới tan. Nó mới tan cho nó dễ. Còn nước nóng thì các bác phải để khoảng 2 3 tiếng bắt đầu nó mới nguội. Đấy, trông này thôi nhưng mà nó rất là giữ nhiệt cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt luôn nhé. Nhất là con này các bác cầm uống bia mấy anh em làm vài ly lai dai. Đấy, vài lon lai dai thì con này ok. Nếu mà ngồi lai dai thì bia rất là ok. Nó rất là lâu tan. Lâu tan đá tức là bia sẽ ngon. Đấy, mà bia sẽ ngon thì ly sẽ tốt. Đấy. Phải hàng phải tốt, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn. Hàng này thì rất là nhiều, sẵn sẵn hàng cho các bác luôn, thoải mái. Các bác lấy bằng nào cũng có, ví dụ các bác mở quán các bác hay có khách, ví dụ là khoảng 5 7 mâm bia ấy, nhậu bia thì cái dòng này thoải mái luôn. Thực ra là cũng có em cũng có bán cho có một số bác lấy đến 8-9 cái, bởi là thỉnh thoảng anh khách nhà hay nhậu, anh em hay tụ tập uống bia, đấy, hay tụ tập ở nhà anh, đấy thì rất là tiện mà nó rất là sạch sẽ. Mang đi đâu cũng thế, các bác chỉ ấn gọn vào như này thôi, rửa giấy rất là dễ. Thường thường là các bác hay đi ngồi nhậu ở bờ suối hay đi suối các thứ, các bác cầm đi cũng rất là tiện. Đấy, rửa giấy rất là tiện, xong các bác chỉ cần cho vào bác mang về thôi, hoặc là nhậu ở nhà cũng thế, rửa giấy rất là dễ thôi. Đấy, mà dùng nó ok, bền, nói chung là bền. Con này thì hàng Nhật bãi, hàng Nhật bãi, giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi thôi, chỉ có 75 ngàn đồng một cái. Mua từ 5 cái trở lên thì nhà em bao ship nhé. Đấy, mua từ 5 cái trở lên mà nhà em bao ship, còn mua trên 50 cái thì em sẽ lại điều chỉnh giá lại cho các bác. Nếu mà các bác lấy số lượng thì giá của nó sẽ tốt hơn. Đấy. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Ly giữ nhiệt 75k một cái. 75k một cái. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đây. Đấy, từ gợt Nhật từ về này. Đấy, tiếng Anh cho người Nhật này. Đấy.
FRUIT này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng máy massage điện cực kỳ ok luôn, chỉnh tốc độ thoải mái luôn, mạnh yếu các bác thoải mái luôn. Con này thì chuyên dòng cho dùng cho máy massage cơ bụng, massage bụng, massage ấy này. Đấy, các bác có thể dây này, rất là ok luôn. Dây mạnh dây yếu này các bác có thể đánh tan mỡ bụng các thứ rất là thoải mái. Các bác sẽ chỉnh theo cái chế độ ở đây nó sẽ có cái núm chỉnh, các bác sẽ chỉnh theo để làm sao cho nó phù hợp với cái mức độ chúng ta cần sử dụng nhất. Đấy, dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Gelatoni. Đấy, hàng rất ok luôn. Con này của nó thì tổng cộng của nó có 4 cái đầu thay thế, 4 cái đầu thay thế này. Đấy, các bác có thể thay thế từng đầu một này. Nguyên lý hoạt động của nó này các bác có thể nhìn thấy xoay này. Đấy, nếu mà các bác khi các bác cho vào da chúng ta thì nó sẽ dây để nó đánh tan mỡ bụng. Đấy là cái nguyên lý hoạt động của nó. Đấy, này các bác có thể nhìn thấy dày rất là đã luôn này. Đấy, dày rất là đã luôn, không khác gì là các bác tập gym các thứ luôn. Con này dây lưng các thứ rất ok. Đấy, còn các bác về các bác lắp này vào đây. Đấy, rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò. Cái mã sản phẩm máy massage này bên nhà em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nó bên nhà em đang bán với giá chỉ có 170.000 đồng thôi nhá các nhá. 170k. Đây để em ghi giá, để em dán giá luôn vào đây cho nó dễ. 170.000 đồng. 170.000 đồng một cái dòng máy massage này. 170.000 đồng một cái dòng máy massage này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy. Máy massage các bác lên cho em mã này, máy massage điện nhé. Máy massage điện giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, chỉ có 170k thôi. Hàng thì siêu đẹp, siêu xịn sò luôn. Siêu đẹp, siêu xịn sò. Đấy. Nó có tổng cộng của nó là 4 cái đầu thay thế này nữa này. Hàng này thì rất là ok luôn. Rất ok luôn nhé. Đó là cái mã đầu tiên. Cái mã tiếp theo trong cái sản phẩm ngày hôm nay đó là cái dòng máy massage pin. Cái massage kia là máy massage điện, rồi cái massage này là cái massage pin. Đấy, con này của nó cũng có 4 đầu để các bác thay thế, nhưng mà cái này là đấm. Dòng này là đấm. Đây. Đây các bác đấy, bình thường này là dây này. Ấn mạnh là đấm đi. Ấn mạnh là đấm đi. Máy kia là máy dây, còn máy này là máy đấm. Đấy, con này thì sử dụng pin. Các bác lên cho em mã này là mã của con này là mã súng massage. Con này các bác lên cho em mã này là mã súng massage nhé. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Súng massage. Rất là ok luôn. Con này của nó cũng có 4 đầu. Có 4 đầu thay thế. Massage tay, cổ vai gáy này. Rất là đã luôn. Rất là đã luôn nhé. Đấy. Cái mã sản phẩm súng massage như này bên nhà em cũng bán với cái mức giá của nó cũng cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đấy. Giá của nó cũng là 170.000 đồng thôi nhé. Giá của cái súng massage này bên nhà em đang bán cũng là 170k. Đây để em dán giá luôn đấy cho các bác luôn. 170.000 đồng. 170.000 đồng. Các bác lên xem mã này, mã súng massage. Súng massage nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên thì em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng máy sấy tóc. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì các bác treo trên tường. Nhà bác nào mà đang có sử dụng cái dòng nhà tắm này các thứ này, bác khoan bắt hai con vít đây cho em. Treo lên. Cực sang. Cực sang, cực xịn sò luôn nhé. Đó. Con này thì nó sẽ có công suất của nó là 1200W. Sử dụng nguồn điện của nó đó là nguồn điện 220V. Và đây. Hai cấp độ.
sẽ có hai cấp độ nhỉ, hai cấp độ. Đấy, một này. Cái cấp độ này là cấp độ nóng của nó, còn gạt xuống cuối cùng là chúng ta tắt. Tắt hàng của Toshiba, hàng đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, thương hiệu Toshiba, rất là xịn sò, rất là xịn sò, rất là ok luôn nhé. Cái mã sản phẩm máy sấy tóc như thế này. Đấy, hàng xịn như này, sử dụng nguồn điện 220V các bác. Để trên bàn trang điểm này, các bác có thể để gọn trên bàn trang điểm này, hay là các thứ này, dây của nó này. Đấy, để các bác có thể kéo ra để các bác sấy tóc, rất là tiện. Đấy, nhất là, tốt nhất là các bác để cho phòng tắm một cái, để khi ví dụ tắm xong cái mùa đông lạnh ấy, ngoài Bắc ấy, các bác sấy tóc luôn, khô ráo người, xong là các bác ra. Thương hiệu Toshiba, và con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 300.000 đồng, 300.000 đồng, và nhà em bao ship cho các bác 300k, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, 300k bao ship, 300.000 đồng bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba, Toshiba. Đấy, 300.000 đồng bao ship. Còn đây, một cái dòng máy sấy tóc của thương hiệu Panasonic. Dòng này thì giá rẻ thôi. Dòng này tí nữa em sẽ báo giá cho các bác. Giá của nó con này rất là mềm thôi. Đấy, sử dụng nguồn điện của con này thì cũng là sử dụng nguồn điện 220V. Nó ở đây thì nó sẽ có công tắc là mạnh, yếu này. Đấy, yếu này, mạnh này, nhẹ này. Rất là ok luôn nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Panasonic. Thương hiệu của nó là thương hiệu Panasonic nhé. Cái mã sản phẩm máy sấy tóc của thương hiệu Panasonic này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 100.000 đồng. 100.000 đồng. Giá các bác yên tâm luôn, lúc nào giá bên shop nhà em cũng là siêu rẻ luôn nhé. Siêu rẻ luôn. 100.000 đồng, và nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. 100k bao gồm phí ship cho các bác luôn. Cái mã máy sấy tóc này, Panasonic. Máy sấy tóc Panasonic 100k bao ship, 100.000 đồng bao ship. Đó, hàng này thì đẹp xịn sò và giá cực kỳ rẻ luôn. Đẹp xịn sò và giá cực kỳ rẻ luôn nhé, nên là các bác yên tâm. Đấy, 100k bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc, máy sấy tóc 100.000 đồng bao ship. Rất là xịn sò luôn nhé. 100.000 đồng bao ship cho các bác. Máy sấy tóc các bác nhé. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em, đó là một cái dòng sản phẩm cây sen phím đàn. Hàng này thì hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Hàng này của nó thì hàng đẹp xịn sò luôn. Nó có những cái phím đàn này chúng ta này. Ở đây thì nó sẽ có một cái bảng để báo hiển thị nhiệt độ. Còn đây là các bác nút này, nút chỉnh nhiệt độ này. Đấy, chỉnh nhiệt độ này. Các bác muốn nước ra nhiệt độ cao, nhiệt độ như nào thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và cái đây nút chỉnh, cái này nút chúng ta chỉnh. Đó. Còn đây là các phím đàn. Đấy, để các bác xả ra, nó có 4 phím. Nó có 4 phím thì tượng trưng với 4 vị trí. Đó là đầu tiên thì nó là một cái vòi xả tự do ở chỗ này. Đấy, thứ hai của nó đó là một cái vòi xịt. Các bác có thể nhìn thấy rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Các bác lắp trong nhà tắm thì các bác yên tâm luôn một điều, đó là đẹp. Đẹp xịn sò luôn này. Cái thứ ba đó là một cái cây sen này, cái sen cây tí nữa em sẽ giới thiệu. Và cái thứ tư đó là một cái bát sen. Bát sen này. Cái bát sen này nó cũng có hai chế độ cho chúng ta luôn. Cái bát sen này nó cũng có hai chế độ cho chúng ta luôn. Đó. Giá thành của cái bộ sản phẩm này thì bên nhà em đang bán với một cái mức giá của nó chỉ có 1.900.000 đồng. 1.900.000 đồng nhé. Đây, khi các bác bát sen này. Đó, hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Các bác có thể tham khảo cái mẫu cây sen này để các bác về sử dụng trong gia đình. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn này. Cây sen này thì là dòng cây sen của Đức. Phụ kiện thì đầy đủ nhé. Phụ kiện thì đầy đủ này. Đây. Hàng này thương hiệu của Design Germany này. Design Germany. Hàng của thương hiệu của Đức. Giá thì cực kỳ là mềm luôn. Đấy. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số hotline của bên nhà em đang để ở góc màn hình nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác. Một cái mẫu củ La Barabo. Đấy. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Marin Javan, hàng nội địa Nhật. Giá của nó thì bên nhà em đang bán với giá chỉ có 450.000 đồng thôi. Lõi của nó là lõi đồng nhé. Kể cả cái củ sen này cũng thế, lõi của nó toàn bộ là lõi đồng. Đấy, các bác có thể nhìn mắt thường là bác ra rồi. Đấy.
Hàng này thì cực kỳ dùng mùi rất là ok luôn. Có nóng lạnh nhá. Tặng kèm thêm cho các bác đó là một cái dây cấp. Tặng kèm thêm cho các bác đó là một cái dây cấp ở đây để các bác về các bác sử dụng. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá chỉ có 450.000 đồng. 450.000 đồng. Đẹp. Xịn sò. Những cái xoáy ra xoáy vào để các bác siết lại ốc này. Rất là đẹp. Rất là xịn sò luôn. Giá cực mềm. 450k. 450k một cái mẫu của Larabo này. Của Larabo này nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo nữa. Một cái dòng vòi xịt vệ sinh. Đấy, các bác có thể xịt rửa vệ sinh. Đấy, xịt rửa vệ sinh này. Ví dụ là phòng vệ sinh hoặc là chúng ta hết giấy thì chúng ta có thể lấy để nó để vệ sinh. Đấy, rất là tiện lợi. Rất là đẹp. Rất là tiện lợi và rất là đẹp nhé. Cái mã sản phẩm này thì đầy đủ phụ kiện và giá của nó thì bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 130.000 đồng. Chỉ có 130.000 đồng thôi nhé các bác nhé. Hàng đẹp và giá lại vô cùng ok luôn. Hàng đẹp mà lại giá lại vô cùng ok luôn. 130.000 đồng. Vòi xịt vệ sinh. Vòi xịt vệ sinh nhé. Đẹp, xịn sò. Giá lại còn rẻ nữa. Đấy, đẹp xịn sò mà giá lại còn rẻ nữa. Nên là các bác yên tâm về sử dụng. Đấy, yên tâm về sử dụng nhé. Vòi xịt 130k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo nữa. Một cái hộp đựng giấy inox. Con này thì inox 304. Cực kỳ ok luôn này. Các bác về các bác lột ra này. Sáng bóng như mới luôn. Sáng bóng như mới luôn nhé. Đấy, các bác về các bác bắt ốc này. Hộp đựng giấy. Hộp đựng giấy nhé. Inox 304 này. Con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 150k. 150.000 đồng. Giá siêu tốt luôn. Giá siêu tốt và giá siêu ok luôn nha các bác nhé. Nên là các bác có thể tham khảo cái mã này về để các bác sử dụng trong gia đình. Một cái mã nữa cũng có thể rất là tiện lợi trong cái phòng tắm nhà chúng ta. Đó là một cái dòng máy sấy tóc nội địa Nhật Made in Japan. Con máy sấy tóc này thì công suất của nó lên đến 1.200W. Và con này sử dụng điện 220V. Thương hiệu của nó là thương hiệu Toshiba. Đấy, Toshiba. Hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Công tắc bật tắt đây. Và cái sản phẩm này bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 300.000 đồng. Chỉ có 300.000 đồng. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. 300.000 đồng. Và nhà em bao ship cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm. Hàng đẹp, xịn sò, chất lượng. Giá ok. Giá ok luôn. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc của thương hiệu Panasonic nhé. À em xin lỗi, của thương hiệu Toshiba nhé. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. 300.000 đồng thôi. Chỉ có 300.000 đồng thôi. Và nhà em bao ship cho các bác luôn rồi. Đó.